Sau hàng Nhật, tôi đã xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình lên sóng giới thiệu với các bác hai cái chiếc máy sưởi gốm bù ẩm. Cái dòng sưởi gốm rất là thông dụng, dùng rất là thích của hãng Sharp. Cái model này thì các bác dùng nó cảm giác nó không bị khô da, lại thêm cái tính năng bù ẩm rất là tiện các bác nhé. Tính năng bù ẩm này nó làm cho mình không bị phòng mình nó không bị khô. Các bác có thể dùng trực tiếp hoặc là các bác có thể dùng làm ấm phòng. Ở đây thì em có hai cái phiên bản, các bác nhìn là em mới nhập được một cái này là anh em thợ họ đấu chuyển sang điện 220 của mình rồi, cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn đấy. Đấy, còn cái chiếc này thì vẫn nguyên bản này. Một chiếc này đấu điện 220V rồi. Đấy, các bác nhìn, em ghi 220V nhé. Chiếc này vẫn 100V. Đấy. Nó cũng rất là tiện cho bác nào mà không thích lỉnh kỉnh, không thích lỉnh kỉnh cái cục nguồn. Đấy, tuy nhiên thì cũng có bác thích nguyên bản 100. Có bác thì thích chuyển đổi. Đấy. Ở cái con chuyển đổi này thì nó sẽ đắt hơn cái con này là 3,8 triệu coi nhé. Con này thì 3,5 triệu này, đắt thêm 300.000. Đấy, còn bác nào mà mình mà cái con này mình không có biến áp rồi thì mình phải mua thêm cái biến áp là mất 500.000 nữa này. Con này thì đấu sẵn chuyển đổi rồi, sang điện là 220V, nó cũng rất là tiện. Đấy, tình trạng máy thì hai con đều rất là đẹp. Rất là nhiều bác thích mua cái sưởi gốm này nhưng mà nó điện 100V. Thì đây, em mới nhập được về con này điện 220V thôi nhé. Sản xuất 2012, đều là các cái hàng đấu giá rất là đẹp. Tình trạng nó còn rất là mới các bác. Công nghệ sưởi gốm nó không gây kích ứng khô da khó chịu đâu. Nó cái hơi ấm của nó ra như gió điều hòa luôn ạ. Hơi ấm ra hơi như hơi ấm điều hòa luôn. Đây bình khay nước chứa hút ẩm, chứa nước. Bình nước. Hơi ấm nó ra như là hơi ấm của điều hòa, rất là thích. Các bác lưu ý nhá, có con này điện 220V này. Con này điện 100. Đây. Cái này mình chỉnh tay thôi. Công nghệ ion khử khuẩn này. Trên bảng điều khiển thì các bác nhìn thấy là đây là có ba cái chế độ sưởi khác nhau, tốc độ nhanh chậm. Cái này là bù ẩm này. Khi các bác không sưởi nhá thì các bác có thể dùng bù ẩm riêng được. Đấy, hai chế độ bù ẩm. Có ion hẹn giờ. Con này số 2 là điện 220V, con này số 3 là điện 100V. Máy em đều bảo hành 1 năm hết các bác nhé. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ. Chào các bác.